Hi anh em, mình là Irene đến từ Con 68 TV. Như anh em đã biết thì đầu tư tài chính là một hành trình rất là nhiều rủi ro cũng như là thách thức, đặc biệt là ở trong những thị trường có tính biến động mạnh và rủi ro cao như là thị trường tiền điện tử. Và một trong những khó khăn lớn nhất mà hầu hết các nhà đầu tư như chúng ta gặp phải đó là tâm lý chốt lời non và gồng lỗ vô cực. Đây thì không chỉ là những sai lầm phổ biến mà còn là nguyên nhân chính dẫn đến những thất bại trong đầu tư. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Con 68 TV đi sâu hơn để tìm hiểu về hai trạng thái tâm lý trên cũng như là nguyên nhân gốc rễ và cách khắc phục chúng để giúp chúng ta có thể đầu tư vững vàng hơn nhé. Ok, không để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng phân tích xem hiện tượng chốt lời non và gồng lỗ vô cực là sao. Chốt lời non và gồng lỗ vô cực thì là hai trạng thái tâm lý trái ngược nhưng đều rất là phổ biến trong đầu tư. Chốt non thì là tình huống khi mà nhà đầu tư quyết định bán sớm ngay sau khi mà khoản đầu tư vừa có lời, chỉ vì lo sợ là thị trường có thể quay đầu ngay lập tức và chúng ta thì có thể mất một cái khoản lợi nhuận vừa đạt được. Điều này thì khá là thường xuyên xảy ra khi mà chúng ta trải qua những cái khoảng thời gian bị thua lỗ nặng này, hay là đang chịu áp lực lớn từ sự biến động của thị trường. Kết quả là chúng ta sẽ không tối ưu hóa được lợi nhuận cũng như là lỡ mất rất là nhiều cơ hội tăng giá tiếp theo. Còn ngược lại, gồng lỗ vô cực là khi giá giảm và tài khoản chúng ta bị âm rất là nặng, bị lỗ rất là nhiều. Khi tình trạng này xảy ra thì nhiều người cho chúng ta sẽ không cắt lỗ sớm mà sẽ hy vọng là có thể gồng lỗ tiếp để giá có thể quay đầu và tăng trưởng lại. Và chúng ta sẽ giữ cái hy vọng rằng là thị trường sẽ phục hồi. Tâm lý này thì sẽ thường khiến cho các nhà đầu tư chịu một cái khoản thua lỗ rất là lớn, thậm chí là có thể mất toàn bộ vốn khi mà đầu tư, khi mà thị trường thì không đi theo dự đoán của chúng ta. Và đến khi nhận ra sai lầm ấy thì thường đã là một khoảng thời gian quá là muộn để có thể thoát ra mà không gây cái thiệt hại nặng nề. Đặc biệt là ở trong những cái thị trường rủi ro cao như thị trường crypto ấy, thì cái việc mà anh em mất hết vốn khi mà anh em gồng lỗ là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ok, sau khi chúng ta đã hiểu bản chất vấn đề thì hãy cùng đi xem là gốc rễ của những cái vấn đề trên là sao nhá. Hai cái hiện tượng trên thì đều xuất phát từ những yếu tố tâm lý rất là cơ bản của con người. Thứ nhất đó chính là sợ mất tiền. Đa phần các nhà đầu tư và đặc biệt là các nhà đầu tư mới thì đều sợ mất tiền hơn là mong muốn kiếm thêm tiền. Điều này thì khiến cho chúng ta có thể hành động một cách vội vàng hơn khi mà có lãi và trở nên cứng nhắc hơn khi mà gặp phải thua lỗ. Khi mà có lợi nhuận thì chúng ta thường sẽ có tâm lý là chốt sớm và đôi khi chúng ta sẽ lo sợ rằng giá sẽ bị đảo chiều. Còn ngược lại, khi lỗ rồi thì chúng ta lại có một cái hy vọng là giá có thể hồi phục lại, dẫn đến tình trạng là chúng ta gồng lỗ cho đến một mức rất là nặng. Đây thì đều là những hiện tượng tâm lý rất là cơ bản của con người. Khi mà anh em tham gia một thời gian thì anh em hoàn toàn có thể nhận ra được. Điều này thì xảy ra cho cả những cái người mà đã lão làng trong thị trường lẫn những người mới tham gia. Thứ hai là nỗi sợ thất bại và ám ảnh hóa vốn. Các nhà đầu tư thì thường có tâm lý là không muốn thừa nhận thất bại của mình và sẵn sàng chờ đợi cho đến khi khoản đầu tư ít nhất là hóa vốn. Điều này thì cũng khiến cho chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ những cái khoản đầu tư mà đang thua lỗ ngay cả khi thị trường rõ ràng là đang đi ngược lại cái xu hướng mong muốn của mình. Và thứ ba là một điều đáng sợ hơn, đó chính là sự tự tin quá mức. Nhiều người thì tự tin rằng họ có thể dự đoán đúng xu hướng của thị trường, cho dù thực tế cho thấy rằng thị trường tài chính thì vô cùng khó lường, kể cả những ông lớn ở trong thị trường thì cũng không thể đoán trước được. Tự tin quá mức sẽ khiến cho các nhà đầu tư không chấp nhận được mình đang sai, dẫn đến việc là họ cố chấp cố gắng gồng lỗ một cách vô cùng tận với cái hy vọng là thị trường có thể quay đầu. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được những cái trạng thái tâm lý này và tránh rơi vào những quyết định đầu tư sai lầm trong đầu tư? Sau đây thì Irene sẽ list ra một số những cái phương pháp giúp anh em có thể kiểm soát cảm xúc cũng như là hành động để có thể đưa ra những cái quyết định sáng suốt và hợp lý hơn trong quá trình mà anh em giao dịch. Thứ nhất là lập kế hoạch cụ thể. Một nhà đầu tư thành công thì sẽ không bao giờ giao dịch theo cảm tính. Trước khi anh em bước vào thị trường thì anh em cần đặt mục tiêu lợi nhuận cũng như là ngưỡng chấp nhận lỗ rõ ràng dựa trên một số những cái phương pháp như là phân tích cơ bản hay là phân tích kỹ thuật. Ngoài ra thì với những anh em đã tham gia vào thị trường đủ lâu thì anh em cũng sẽ có những cái kinh nghiệm cá nhân, anh em có thể đặt ra những cái mức lợi nhuận kỳ vọng cũng như là mức lỗ để chấp nhận được. Khi mà anh em thực hiện điều trên thì sẽ giúp cho anh em không bị cuốn theo cảm xúc và có được một cái kế hoạch hành động cụ thể. Tiếp theo thì anh em sẽ cần phải tuân thủ kế hoạch. Sau khi mà đã lập ra những cái kế hoạch rồi thì anh em đừng thay đổi các cái kế hoạch chỉ vì thị trường có những cái biến động ngắn hạn. Chúng ta hãy bám sát những cái chiến lược đã đề ra để không rơi vào tình trạng chốt non hay là gồng lỗ. Thứ ba nữa là anh em cần phải áp dụng những cái kỷ luật khi mà giao dịch. Bản thân Irene thì có hai nguyên tắc giao dịch chính mà Irene luôn đặt ra cho bản thân. Thứ nhất là nguyên tắc về cắt lỗ.
Cách cắt lỗ ở đây là sau khi đã đặt ra những nguyên tắc của mình á, thì chúng ta sẽ đặt lệnh cắt lỗ một cách tự động hay là stop loss để bảo vệ cái tài khoản của mình khỏi những cái tổn thất quá lớn. Khi mà giá đi ngược lại cái xu hướng mà chúng ta đã dự đoán thì lệnh cắt lỗ sẽ tự động được kích hoạt, giúp cho anh em tránh rơi vào cái trạng thái là gồng lỗ vô cực. Bản thân mình thì thường đặt stop loss ở mức là khoảng 20-30% với những lệnh có số vốn lớn, vì bản thân Irene thì cảm thấy là nếu mà vượt qua mức 30% và đặc biệt là tiệm cận mức 50% á, thì bản thân mình sẽ dễ gặp phải cái tâm lý là gồng lỗ đến vô cùng. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của Irene thôi, mỗi người thì sẽ có một cái ngưỡng chịu đựng khác nhau. Thế nhưng mà theo mình á, thì cho dù anh em có tự tin đến mấy đi chăng nữa thì cũng nên tự đặt một cái mức stop loss cố định cho bản thân, đặc biệt là nếu như anh em đánh future hay là tham gia những cái đồng coin mà có độ biến động lớn, hoặc là chơi shitcoin, chơi meme coin chẳng hạn. Nguyên tắc thứ hai của bản thân mình là mình sẽ chốt lãi theo từng phần. Thay vì anh em bán hết khi mà giá tăng á, thì anh em hãy thử chốt lời từng phần. Điều này thì sẽ giúp cho anh em tối ưu được lợi nhuận nếu như mà giá tiếp tục tăng, đồng thời là bảo vệ được cái phần lãi mà anh em đã đạt được. Ngoài ra thì anh em cũng có thể rời stop loss về điểm hòa vốn, tức là điểm entry, để có thể bảo vệ cái vốn đầu tư mà không bị lỗ ngược. Hầu như tất cả những cái tay to hay là các whale ở trên thị trường á, thì đều chốt lời theo cách này. Họ sẽ chốt lời từng phần ở những mốc, ví dụ như khoảng 50% hay là x2 hay là x3. Một số các whale thì sau khi chốt lời họ vẫn sẽ hold một cái lượng token, một lượng coin nhỏ, khoảng 5-10% số vốn, để có thể gọi là làm moon back cho những cái đồng coin có tiềm năng tăng trưởng siêu mạnh ở trong tương lai, đặc biệt là đối với những đồng meme coin hay là meme coin, shitcoin chẳng hạn. Ok, sau khi chúng ta đã tìm hiểu một số những cái phương pháp nhất định thì có một điều quan trọng mà Irene muốn nhắc đến, đó chính là kiểm soát tâm lý. Tâm lý thì chắc chắn sẽ là yếu tố quyết định sự thành bại trong việc đầu tư của anh em, và để khắc phục cái tâm lý là chốt non và gồng lỗ thì theo Irene anh em có thể thực hiện một số những cái thủ thuật sau. Thứ nhất là chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Thị trường tài chính thì luôn luôn sẽ biến động rất là khó lường, đặc biệt là ở trong thị trường tiền mã hóa là crypto. Việc chuẩn bị cái tinh thần cho cái kịch bản xấu nhất thì sẽ giúp cho anh em không bị hoảng loạn và giữ bình tĩnh khi mà thị trường đi ngược lại so với dự đoán. Ví dụ như là trong đợt tháng 10 này chẳng hạn, thì đa phần mọi người đều kỳ vọng một cái kịch bản là October giống như mọi năm. Thế nhưng thì các sự kiện chính trị hiện tại, đặc biệt là diễn biến phức tạp của cuộc chiến Iran-Israel thì đã khiến cho tất cả các thị trường tài chính đỏ lửa. Vậy cho nên là không điều gì chính xác 100% cả. Chúng ta sẽ luôn phải dự liệu cho những cái trường hợp xấu nhất và luôn trữ sẵn một cái lượng stablecoin và tiền mặt nhất định. Thứ hai là anh em nên giảm bớt sự tự tin quá mức. Đừng để những cái khoản lợi nhuận nhỏ khiến anh em cảm thấy tự mãn. Hãy nhớ là thị trường sẽ luôn luôn có thể thay đổi một cách đột ngột. Ngay cả những cái nhà đầu tư giỏi nhất thì cũng có lúc thua lỗ. Sự tự tin của anh em thì sẽ luôn cần phải đi kèm với sự thận trọng. Cẩn trọng thì sẽ giúp cho anh em tránh những cái quyết định cảm tính. Thứ ba nữa là anh em cần đa dạng hóa danh mục đầu tư. Một cách hiệu quả nhất để có thể giảm bớt tác động tâm lý khi thua lỗ là đa dạng hóa danh mục đầu tư của anh em. Anh em có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau, ví dụ như là cổ phiếu này, trái phiếu, bất động sản, ở bên cạnh tiền mã hóa. Việc bỏ trứng vào nhiều giỏi chắc chắn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho anh em hơn. Khi mà một khoản đầu tư gặp khó khăn thì anh em sẽ không phải đối diện với sự mất mát quá lớn và có thể là duy trì tâm lý ổn định hơn. Ngoài ra thì đa dạng hóa cũng giúp cho anh em không bị quá phụ thuộc vào một khoản đầu tư duy nhất, từ đó thì sẽ giảm thiểu tình trạng là anh em bị khủng hoảng tâm lý nếu như mà thị trường bị biến động mạnh. Ok, để kết luận lại thì theo mình, tâm lý chốt non và gồng lỗ thì là những cái bài học khó nhằn mà hầu hết tất cả các nhà đầu tư chúng ta đều cần phải trải qua. Tuy nhiên là anh em hoàn toàn có thể khắc phục được những trạng thái này bằng cách là lập kế hoạch một cách rõ ràng này, tuân thủ kỷ luật khi giao dịch cũng như là kiểm soát tốt tâm lý của bản thân và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Hãy luôn nhớ rằng thị trường sẽ không bao giờ dễ dàng và không phải lúc nào cũng diễn ra như kỳ vọng. Sự tỉnh táo và kiên nhẫn sẽ chắc chắn giúp anh em tránh khỏi những cái quyết định sai lầm và đạt được một cái thành công dài hạn trong đầu tư. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!